biết ơn Chúa vì Ngài dùng tôi tớ của Ngài để rồi chia sẻ lời của Chúa, dạy dỗ hội thánh của Chúa. Chúng con là những nàng dâu và những Chúa mua chuộc bằng huyết của Ngài. Chúa ơi, và Ngài cũng phán cử chúng con rằng Ngài đã yêu chúng con từ giữa thế gian. Dạ. Thì sẽ yêu cho đến cuối cùng. Amen, Chúa. Và Ngài yêu thì Ngài sẽ sửa dạy. Amen. Người sẽ uốn nắn, người sẽ rèn đúc. Amen. Yes, Lord, power, tray. Chúng con sẽ là người vợ tinh luyện, biết đầu phục Chúa. Amen. Biết hầu việc Ngài theo cách của Ngài. Rồi chúng con có được những cái dầu thơm. Oh, yes. Từ nơi Chúa. Father Lord Jesus. Có dầu thơm để ban phát nữa. Oh, cha ơi, cảm ơn cha. Rồi đời sống của chúng con là mùi hương của Đấng Christ. Oh, yes, sir. Hallelujah. Giữa kẻ được cứu và giữa kẻ hư mất. Cảm ơn Ngài, thưa Chúa. Rồi ai là người sẽ nhận lãnh được cái điều mà Chúa muốn? Chúng con đầu phục lời, bởi vì lời chính là Ngài. Amen. Nếu như chúng con không nghe lời của Ngài, Father, chúng con không đầu phục lời của Ngài, thì làm sao chúng con nói rằng chúng con nghe Ngài, chúng con hiểu ý muốn của Ngài? Amen. Đúng vậy, thưa Chúa. Chúng con trước mặt Chúa, chúng con còn đang huấn luyện, amen, học tập, amen, chúng con còn đang khơi dậy, amen, Chúa ơi. Ban cho chúng con sự khôn ngoan. Đúng vậy, thưa Cha. Cảm ơn Chúa. Ban cho chúng con cái nhìn của Chúa, sự hiểu biết. Amen. Yes. Ban cho chúng con thần khôn ngoan, thần hiểu biết, thần biết sự hiểu và có cái tâm lòng yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương. Amen. Để rồi khi chúng con còn sống trên đất này, lạy Chúa, cảm ơn Chúa. Như điều mà sư đoạn giảng cũng đã viết, Chúa Giêsu ở trên đất thế nào thì chúng con như thế. Cảm ơn Ngài. Để rồi chúng con cũng làm sáng danh Cha. Amen. Là Đức Chúa Trời toàn năng. Amen. Hallelujah. Để rồi đạo của Ngài được truyền ra và tinh lành, tinh rằng không pha trộn lời sự sống, lời cảm ơn Chúa Giêsu, lời có thể cứu chuộc, chứ không phải lời của loài người. Amen. Amen. Hallelujah. Thêm sự ban ơn cho chúng con. Cảm ơn Ngài. Trong những ngày còn lại ở trên đất này, chúng con có thể có sức lực từ nơi Chúa. Oh, Giêsu. Có được thần mạnh sức, thần hiểu biết. Cảm ơn Ngài. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Amen. Con dâng hết thảy mọi sự trong tay quyền năng của Ngài và sự phi hiện thuộc về Chúa. Amen. Chung trong sự cầu nguyện trong danh thánh Chúa Giêsu Christ.